Đi. Anh á thì phải điều hành, chịu trách nhiệm chung. Còn Trung, Trung á sẽ là người đầu trò nè, làm MC, quạt náo viên, dẫn tour. Rồi còn Mai, thiệt cái tình luôn á, Mai ẩu như cái lẩu vậy. Trời ơi, nghĩ sao kêu cái thằng ít nói nhất, kiệm lời, sống nội tâm nhất trong nhóm, đi làm hoặc náo viên, sao làm được. Trời, anh kiệm lời mà lúc nào cũng nghe tiếng Anh không à. Thiệt cái tình. Thiệt. Ăn Tết miệt vườn. Ê, cái tên này hay á. Kế hoạch công phu cho mỗi ngày, từ rằm tháng chạp cho tới mùng 3, đảm bảo du khách sẽ được hưởng trọn vẹn cái không khí Tết. Quá là hay luôn. Cũng ông Táo, lặt lá mai, kho thịt, gói bánh, đón giao thừa, chúc Tết rồi xong đất. Quá trời luôn. Công phu độc lạ. Ê, cái này tôi đọc qua tôi còn khoái nữa, huống hồ về khách trời. Khách khoái dữ lắm à. Này Mai, Mai thấy kế hoạch này có khả thi không? Nghe thì được đó, nhưng mà hên xui lắm. Biết mấy người trong xóm chịu không? Sợ họ không chịu á, chứ ai Tết nhất muốn người lạ vô nhà. Thì đó, Mai nghĩ là tụi mình cũng tìm cách giải quyết từ từ thôi. Trước mắt là mình cứ giải quyết những vấn đề nằm trong khả năng của mình trước đã. Vậy cũng được á. Nhưng mà đầu tiên á là mình phải giải quyết vấn đề lưu trú cho khách. Hay là điền với Mai đi vận động bà con trong xóm coi sao. Xuân đến rồi bạn ơi, xuân ghé vào trái tim, cho nỗi buồn còn lại, cùng mùa đông tan biến trời xa.